gia phong thuần trác chính trực ắt sẽ dạy con thành hiền tài. Thành công của một người chỉ có 1% là năng khiếu và 99% là từ bản thân họ. Vậy nên, phương pháp giáo dục của bố mẹ rất quan trọng đối với sự phát triển của đứa trẻ. Hãy cùng nghe câu chuyện từ thời xưa sau để lại để bạn tiêm nghiệm ra nhiều điều. Tể tướng đời Tống Lã Công Trứ có vợ là Lỗ Thị. Bà khéo léo giáo dục con, từ nhỏ đã hình thành thói quen hành vi tốt đẹp, chí hướng khí tiết cao thượng, coi nhẹ danh lợi. Do đó, con trai là Lã Hy Chiết, Lã Hy Thuần sau này đều trở thành bậc hiền tài. Lỗ Thị, vợ của Lã Công Trứ, xứng danh là nội tướng hiền năng. Bà yêu cầu rất nghiêm khắc với các con, từng chi tiết nhỏ trong đời sống thường nhật cũng đều chú ý cặn kẽ. Bà rất thích người con trai Lã Hy Chiết, nhưng yêu cầu Lã Hy Chiết từng lời nói, từng hành động hàng ngày phải tuân theo đúng phép tắc. Lã Hy Chiết khi mới lên 10, bất kể nắng mưa, nóng lạnh, cả ngày đứng hầu bên người lớn. Người lớn chưa bảo ngồi thì cũng chưa bao giờ ngồi, cứ cung kính đứng đó. Khi gặp người lớn, ông đều bỏ mũ áo chỉnh tề. Cho dù trời nóng như thế nào đi nữa, thì trước mặt người lớn, ông không bao giờ cởi bỏ mũ áo. Ra vào đều rất chú ý đến cử chỉ, hành vi của bản thân. Dưới sự dạy bảo của Lỗ Thị, Lã Hy Chiết chưa bao giờ tới các nơi như quán rượu, quán trà, chưa bao giờ nghe những lời thiếu giáo dục, càng không bao giờ xem những sách bất hảo. Từ nhỏ đã hình thành thói quen hành vi rất đẹp, chí hướng, chí tiết cao thượng, coi nhẹ danh lợi. Do Lã Công Trứ và Vương An Thạch rất thân thiết, nên Lã Hy Chiết cũng có mối quan hệ rất tốt với Vương An Thạch. Năm đó, Vương An Thạch khuyên Lã Hy Chiết không nên theo đuổi công danh, không làm quan hưởng bổng lộc. Lã Hy Chiết nghe theo lời khuyên của bạn thân của phụ mẫu, từ đó không có ý thi cử làm quan. Sau này, Lã Hy Chiết nổi tiếng là người hiền tài. Vương An Thạch muốn bảo Lã Hy Chiết ra làm quan. Lã Hy Chiết đã nói với Vương An Thạch rằng: "Được tướng công biết đến lâu nay, nếu cháu làm quan sẽ không tránh khỏi những ý kiến khác đối với tướng công. Thế nên, bao ý tốt của tướng công bấy lâu sẽ mất hết." Vương An Thạch nghe nói có lý thì cũng không khuyên ông làm quan nữa. Hai người đều coi việc giữ tiết tháo cao thượng là quan trọng nhất. Sau khi Lã Công Trứ làm tể tướng, hai em trai của Lã Hy Chiết làm quan trong triều đều có địa vị nhất định, chỉ có Lã Hy Chiết vẫn là viên quan thư nhỏ. Lã Công Trứ thấy con trai thực sự là nhân tài mà lại không được sử dụng, vô cùng tiếc nuối nói: "Nhân tài trên đời ta đều sử dụng hết, chỉ mình nó vì nguyên cớ là con ta mà không tham gia thi cử, đây đúng là mệnh rồi." Lỗ Thị, vợ Lã Công Trứ, rất hiền năng sáng suốt, nghe thấy chồng nói vậy, bất giác cười nói với Lã Công Trứ rằng: "Ông thực sự chưa hiểu rõ con trai tôi rồi." Phẩm hạnh cao quý của Lã Hy Chiết đúng là cao khiết, ngay cả phụ thân của ông cũng phải khen ngợi phẩm đức không chê nghèo của ông. Tất cả những phẩm hạnh đó đều do nền tảng giáo dục gia đình tốt mà thành. Người xưa có câu: "Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy." Tức là đạo đức, hành vi của cha mẹ thế nào thì nhìn chung con gái sẽ xử sự y hệt như vậy. Vậy nên cha mẹ hãy là tấm gương tốt cho con. Thế giới tốt hay xấu do gia đình mà ra. Gia đình giáo dục có nền nếp thì tương lai con cái cũng sáng lạn. Ngược lại, còn gia đình không có nền nếp giáo dục thì tương lai con cái cũng đen tối. Tuy nhiên, không thể luận chi tiết nhưng đại khái thì thực trạng không sai lệch bao nhiêu. Do vậy, người làm cha mẹ phải cẩn trọng trong mọi hành động, mọi việc làm, không thể tùy tiện muốn làm gì cũng được. Nhân chi sơ, tính bản thiện, trẻ em sinh ra như một trang giấy trắng, viết nên như thế nào là do bậc cha mẹ. Nếu cha mẹ chẳng tự kiểm nghiệm hành vi hư xấu của mình, rất dễ ảnh hưởng đến con cái hư hỏng. Khi con cái thiếu giáo dục, tương lai của chúng sẽ thành những phần tử xấu của xã hội, của quốc gia. Vì thế, cha mẹ phải chịu trách nhiệm về giáo dục bằng cách dĩ thân tác tức. Nghĩa rằng, tự phải làm gương cho con cái. Mỗi một hành động đều phải hết sức đứng đắn, sáng suốt, phải quên mình vì người và phải có lòng quan hoài kẻ khác.
con cái thấy tấm gương tốt như vậy thì tự nhiên sẽ noi theo và trở thành một công dân ưu tú, rồi tương lai góp sức an định xã hội, điều khiển đất nước. Chào mừng Thiên Đức, chúc anh chị và gia đình cùng con cái hạnh phúc an nhiên trong cuộc sống.